Xin chào các em. Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập bài hệ trục tọa độ. Trong bài này sẽ gồm các dạng toán sau. Dạng thứ nhất, tìm tọa độ của một điểm, tọa độ của vectơ dựa vào các công thức sau. Công thức thứ nhất, vectơ u có tọa độ xy khi và chỉ khi vectơ u bằng x nhân vectơ y cộng y nhân vectơ z. Để tìm tọa độ của điểm A thì ta tìm tọa độ vectơ OA. Nếu biết được tọa độ hai điểm A xa ia và điểm B xb ib, suy ra tọa độ của vectơ AB sẽ được tính theo công thức sau: xb trừ xa, ib trừ ia, tức là các em lấy tọa độ của điểm B trừ cho tọa độ của điểm A, lấy hoành độ trừ hoành độ và tung độ trừ tung độ. Bây giờ chúng ta cùng áp dụng các công thức để làm một số bài tập sau. Câu 1. Vectơ A có tọa độ bằng trừ 4, 0 được phân tích theo hai vectơ đơn vị như thế nào? Đáp án A. Vectơ A bằng trừ 4 vectơ y cộng vectơ z. Đáp án B. Vectơ A bằng trừ vectơ y cộng 4 vectơ z. Đáp án C. Vectơ A bằng trừ 4 vectơ z. Và đáp án D. Vectơ A bằng trừ 4 vectơ y. Em hãy chọn đáp án đúng. Ta có vectơ A tọa độ trừ 4, 0. Suy ra vectơ A sẽ bằng trừ 4 nhân vectơ y cộng 0 nhân vectơ z bằng trừ 4 vectơ y. Vậy đáp án đúng trong câu số 1 là đáp án D. Câu 2. Tìm tọa độ của các vectơ sau. Dựa vào công thức, vectơ u có tọa độ bằng x, y khi và chỉ khi vectơ u bằng x nhân vectơ y cộng y nhân vectơ z. Vectơ a bằng 2 lần vectơ y. Từ đây suy ra vectơ a có hoành độ x nhỏ bằng 2 và y nhỏ bằng 0. Suy ra vectơ A tọa độ 2, 0. Vectơ B bằng trừ 3 vectơ Z. Từ đây suy ra x nhỏ, tức là hoành độ của vectơ B bằng 0. Và y, tức là tung độ bằng trừ 3. Suy ra vectơ B có tọa độ 0, trừ 3. Vectơ C bằng 3 vectơ y trừ 4 vectơ z. Suy ra x bằng 3, y bằng trừ 4. Vậy vectơ C có tọa độ là 3, trừ 4. Câu số 3. Cho hai điểm B tọa độ trừ 1, 0 và điểm C 3, 5. Tọa độ của vectơ BC là: câu A, vectơ BC bằng 4, 5. Câu B, vectơ BC có tọa độ bằng 2, 5. Câu C, vectơ BC có tọa độ bằng trừ 4, trừ 5. Và câu D, vectơ BC có tọa độ bằng 5, trừ 4. Để tìm đáp án đúng, bây giờ các em cần phải đi tính tọa độ của vectơ BC bằng cách lấy tọa độ của điểm B trừ cho tọa độ của điểm lấy tọa độ điểm C trừ cho tọa độ điểm B. Các em lấy hoành trừ hoành,
tung trừ tung, ta được 3 trừ cho trừ 1 và 5 trừ cho 0. Suy ra vector BC có tọa độ bằng 4, 5. Như vậy, trong câu số 3, đáp án đúng là đáp án A. Dạng thứ 2, xác định tọa độ điểm vector bằng cách sử dụng công thức tính tổng và hiệu của hai vector K nhân vector U và hai vector bằng nhau. Các em dựa vào các công thức sau. Với vector U có tọa độ bằng xy, vector V tọa độ bằng x phẩy y phẩy và số thực K. Khi đó, vector U cộng vector V sẽ có tọa độ bằng x cộng x phẩy, y cộng y phẩy. Tức là khi tính tổng hai vector thì các em lấy hoành cộng với hoành, tung cộng với tung. Tương tự, vector U trừ vector V sẽ có tọa độ bằng x trừ x phẩy, y trừ y phẩy. Tức là khi tính hiệu hai vector thì các em lấy hoành trừ hoành, tung trừ cho tung. K nhân vector U sẽ có tọa độ bằng K nhân x, K nhân y. Các em lấy số thực K nhân với hoành độ và tung độ của vector U. Vector U bằng vector V khi và chỉ khi x bằng x phẩy, y bằng y phẩy. Hay nói cách khác, hai vector bằng nhau khi và chỉ khi hai vector có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau. Công thức thứ tư, vector U và vector V cùng phương khi vector U bằng K lần vector V. Từ đẳng thức này, ta suy ra được tỷ lệ x trên x phẩy bằng y trên y phẩy. Tức là hoành trên hoành sẽ bằng tung trên tung. Khi mà có tỷ lệ này thì các em có thể suy ra được hai vector cùng phương. Áp dụng các công thức để làm các bài toán sau. Câu 1. Trong hệ trục O vector Y vector Z, đây chính là hệ trục OXY các em nha. Tọa độ của vector Y cộng vector Z là đáp án A, tọa độ trừ 1, 1. Đáp án B, tọa độ 1, 0. Đáp án C, tọa độ 0, 1. Và đáp án D, tọa độ 1, 1. Ta có vector Y có tọa độ là 1, 0. Vector Z tọa độ là 0, 1. Bởi vì vector Y và vector Z là hai vector đơn vị của trục OX và trục OY. Từ đây suy ra vector Y cộng vector Z sẽ có tọa độ bằng 1, 1. Các em lấy hoành cộng hoành, tung cộng tung thì sẽ tìm được tọa độ là 1, 1 nha. Vậy suy ra đáp án đúng trong câu số 1 là đáp án D. Câu 2. Cho vector U có tọa độ bằng 3 trừ 2, vector V tọa độ bằng 1, 6. Khẳng định nào sau đây đúng? Câu A. Vector U và vector A tọa độ bằng trừ 4, 4 cùng phương. Câu B. Vector U và vector V cùng phương. Câu C. Vector U và vector B có tọa độ bằng 6 trừ 4 cùng phương. Câu D. Vector A có tọa độ bằng trừ 4, 4 và vector V cùng phương. Để giải quyết câu số 2 thì các em cần phải áp dụng công thức
hai vectơ cùng phương khi và chỉ khi x trên x phẩy bằng y trên y phẩy. Như vậy, để nhận xét xem vectơ u và vectơ a có cùng phương hay không, các em cần phải lập tỷ lệ hoành độ trên hoành độ và tung độ trên tung độ, kiểm tra xem hai tỷ lệ này có bằng nhau hay không. Nếu như mà bằng nhau thì ta kết luận là hai vectơ cùng phương. Nhưng nếu tỷ lệ x trên x phẩy khác với y trên y phẩy thì hai vectơ không cùng phương. Cụ thể, xét tỷ số trừ 4 trên 3 và 4 trên trừ 2. Đây, x trên x phẩy tức là trừ 4 trên 3 và y trên y phẩy là 4 trên trừ 2. Ta thấy hai tỷ lệ này khác nhau. Suy ra vectơ u và vectơ a không cùng phương. Vậy, đáp án A là đáp án sai. Tương tự, kem lập tỷ lệ giữa hoành độ và tung độ của vectơ u và vectơ v, ta có xét tỷ số x trên x phẩy tức là 3 trên 1 và y trên y phẩy là trừ 2 trên 6. Hai tỷ lệ này khác nhau. Từ đây suy ra vectơ u và vectơ v không cùng phương. Vậy đáp án B cũng là một đáp án sai. Tiếp tục, kem xét tỷ lệ hoành độ và tung độ của vectơ u và vectơ b thì ta có tỷ số sau: x trên x phẩy tức là 6 trên 3. 6 trên 3 bằng 2. Y trên y phẩy là trừ 4 trên trừ 2. Trừ 4 trên trừ 2 rút gọn cũng bằng 2. Từ đây suy ra là x trên x phẩy bằng với y trên y phẩy. Hai tỷ lệ này bằng nhau. Suy ra vectơ u và vectơ b cùng phương. Như vậy đáp án C là đáp án đúng. Vậy trong câu số 2 chúng ta chọn đáp án C. Câu 3, cho vectơ u tọa độ 2 1, vectơ v tọa độ 3 -4 và vectơ p tọa độ -7 2. Các em hãy tính tọa độ của tổng hiệu các vectơ sau. Đầu tiên, tính vectơ u cộng vectơ v cộng vectơ p. Tổng của ba vectơ, kem tính bằng cách là lấy tọa độ của ba vectơ cộng lại với nhau, lấy hoành cộng với hoành và tung cộng với tung. Từ đây suy ra vectơ u cộng vectơ v cộng vectơ p sẽ có tọa độ bằng 2 cộng 3 cộng với trừ 7, 1 cộng trừ 4 cộng với 2 và kết quả là bằng trừ 2 trừ 1. Tương tự, tính tọa độ của vectơ v trừ vectơ p trừ vectơ u thì kem lấy hoành độ của vectơ v trừ cho hoành độ vectơ p trừ cho hoành độ vectơ u. Sau đó lấy tung độ của vectơ v trừ tung độ vectơ p và trừ tung độ vectơ u. Cụ thể sẽ bằng 3 trừ cho trừ 7 trừ cho 2 và trừ 4 trừ 2 trừ 1. Kết quả bằng 8 trừ 7.
Bây giờ để tính hai vector u cộng vector p thì trước tiên em phải tính tọa độ của hai nhân vector u trước. Thì tọa độ của hai nhân vector u kem tính bằng cách là lấy 2 nhân với hoành độ vector u, rồi lại tiếp tục lấy 2 nhân với tung độ của vector u. Từ đây suy ra hai vector u sẽ có tọa độ là 4, 2. Lấy 2 nhân 2 bằng 4 này. 2 nhân 1 bằng 2. Vector P có tọa độ là trừ 7, 2. Từ đây suy ra hai lần vector u cộng vector P sẽ có tọa độ bằng 4 cộng với trừ 7, 2 cộng với 2. Vậy tọa độ sẽ bằng trừ 3, 4. Tương tự, tính vector u trừ 2 vector v thì các em cũng là đi tính tọa độ của 2 vector v trước, sau đó rồi lấy tọa độ vector u trừ cho tọa độ của 2 lần vector v. Tiếp theo bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tính 3 lần vector u trừ cho 4 lần vector v. Thì đầu tiên các em lấy 3 nhân với vector u sẽ có tọa độ bằng 6, 3. Chúng ta lấy 3 này nhân với tọa độ của vector u nhé. 3 nhân 2 bằng 6, 3 nhân 1 bằng 3. Tương tự các em đi tính 4 nhân vector v. Vector v đây, bây giờ 4 nhân vector v thì em lấy 4 nhân 3, rồi 4 nhân với trừ 4, khi đấy tọa độ sẽ bằng 12 trừ 16. Sau đó lấy 3 lần vector u trừ 4 lần vector v sẽ có tọa độ bằng 6 trừ 12. 3 trừ cho trừ 16 là thành 3 cộng 16. Như vậy 3 trừ vector u à 3 nhân vector u trừ 4 nhân vector v sẽ có tọa độ bằng trừ 6, 19. Câu số 4. Trong mặt phẳng OXY cho các điểm A tọa độ 1, 3, điểm B tọa độ 4, 0, tọa độ điểm M thỏa mãn vector AM bằng 2 phần 3 vector AB là đáp án A, điểm M tọa độ 3, 1, đáp án B, điểm M tọa độ 1, 3, đáp án C, điểm M tọa độ 5, trừ 1 và đáp án D, điểm M tọa độ 1, trừ 5. Em hãy chọn đáp án đúng. Để chọn được đáp án đúng, trước tiên các em phải tìm được tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức. Đầu tiên ta gọi điểm M tọa độ là xy. Suy ra vector AM sẽ có tọa độ bằng x trừ 1, y trừ 3. Các em lấy tọa độ điểm M trừ cho điểm A nha, là sẽ tìm được vector AM. Tương tự, các em đi tính tọa độ vector AB. Tính tọa độ vector AB này, tại vì ở đây có vector AB đây. Các em đi tính tọa độ vector AB bằng cách là lấy tọa độ điểm B trừ cho tọa độ điểm A. Thì ta sẽ có là 4 trừ cho 1 bằng 3 và 0 trừ cho 3 là bằng trừ 3. Sau khi tính được tọa độ vector AB rồi, tiếp tục các em lại đi tính các em đi tính là 2 phần 3 nhân với vector AB. Này, 2 phần 3 nhân vector AB. Bằng cách lấy 2 phần 3 nhân với x, rồi lấy 2 phần 3 nhân với y của vector AB. Ta sẽ có 2 phần 3 nhân 3 là bằng 2.
Và 2 phần 3 nhân với trừ 3 sẽ bằng trừ 2. Như vậy, 2 phần 3 nhân với vector AB sẽ có tọa độ bằng 2 trừ 2. Mặt khác, ta có vector AM bằng 2 phần 3 vector AB. Để hai vector mà bằng nhau thì hoành phải bằng hoành và tung phải bằng tung. Từ đó ta có hệ phương trình sau: x trừ 1 bằng 2, y trừ 1 bằng y trừ 3 bằng trừ 2. Đấy. Đến đây các em chuyển vế sẽ tìm được x bằng 2 cộng 1, y bằng trừ 2 cộng 3. Suy ra x bằng 3 và y bằng 1. Vậy điểm M có tọa độ là 3, 1. Đáp án đúng trong câu số 4 là đáp án A. Tương tự câu số 5. Trong mặt phẳng OXY cho các điểm A tọa độ 1, 3, điểm B tọa độ 4, 0, tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức 3 nhân vector AM cộng vector AB bằng vector 0 là đáp án A, điểm M có tọa độ 4, 0. Đáp án B, điểm M tọa độ 5, 3. Đáp án C, điểm M tọa độ 0, 4. Và đáp án D, điểm M tọa độ 0, trừ 4. Để tìm đáp án đúng thì các em cũng phải đi tìm tọa độ của điểm M. Trước tiên, chúng ta gọi điểm M tọa độ là xy. Sau đó các em đi tính tọa độ của vector AM bằng x trừ 1, y trừ 3. Lấy tọa độ điểm M trừ điểm A. Từ đây suy ra 3 lần vector AM sẽ có tọa độ bằng 3x trừ 3, 3y trừ 9. Các em lấy 3, số 3 này này, nhân với tọa độ của vector AM nhá, là sẽ tìm được 3 lần vector AM. Tiếp theo, tính tọa độ vector AB lấy điểm B trừ điểm A thì suy ra vector AB bằng 3 trừ 3. Vector 0 sẽ có tọa độ bằng 0, 0. Ta có đẳng thức 3 lần vector AM cộng vector AB bằng vector 0. Suy ra hệ phương trình sau. Đây. Lấy kem. Kem lấy hoành cộng với hoành, tung cộng với tung bằng với vector 0, tức là bằng 0 nha. Chúng ta sẽ có phương trình thứ nhất là 3x trừ 3 cộng 3 bằng 0. Phương trình thứ hai, 3y trừ 9 cộng với trừ 3 bằng 0. Hệ phương trình tương đương với 3x bằng 0, 3y trừ cho 12 bằng 0. 3 bên này là phép nhân, chuyển sang đây thành phép chia. Đấy chưa? Nhớ, chuyển sang đây thành phép chia nha. 0 chia cho 3 sẽ bằng 0. Nhiều bạn mà bên này thấy 3 phía trước là dấu cộng, chuyển sang đây thành trừ là 0 trừ 3 bằng trừ 3 là sai đấy. Đây là phép nhân thì sang bên đây thành phép chia. Rồi, thì chúng ta sẽ tìm được x bằng 0 chia 3 là bằng 0. 3y bằng chuyển 12 sang đây là trừ 12 sang đây là 12. 3y bằng 12 thì y bằng 4. Suy ra điểm M tọa độ là 0, 4. Vậy đáp án đúng trong câu số 5 chính là đáp án C. Tiếp tục, câu số 6.
Cho hình bình hành ABCD có điểm A tọa độ trừ 1 trừ 2, B tọa độ 3 2, C tọa độ 4 trừ 1. Tìm tọa độ đỉnh D. Có 4 đáp án sau. Câu A, đỉnh D tọa độ là 5 0. Câu B, đỉnh D tọa độ 0 trừ 5. Câu C, đỉnh D tọa độ 0 4. Và câu D, đỉnh D tọa độ 0 trừ 4. Em hãy tìm đáp án đúng. Đầu tiên, để đi tìm tọa độ đỉnh D, trước tiên ta gọi đỉnh D tọa độ là XY. Và quan sát hình bình hành ABCD thì ta thấy có vector AD bằng với vector BC. Cho nên cô sẽ tính tọa độ của vector AD. Lấy điểm tọa độ điểm D trừ cho tọa độ điểm A thì vector sẽ có tọa độ là x cộng 1, y cộng 2. Tương tự, tọa độ của vector BC lấy tọa độ C trừ tọa độ B. Như vậy, vector BC có tọa độ là 4 trừ 3 bằng 1 và trừ 1 trừ 2 bằng trừ 3. Tiếp tục này, vì tứ giác ABCD là hình bình hành nên là hai vector này bằng nhau. Hai vector cùng hướng, cùng độ dài cho nên bằng nhau. Mà hai vector bằng nhau thì tọa độ cũng phải bằng nhau. Tức là hoành bằng hoành, tung bằng tung. Từ đây chúng ta có được hệ phương trình x cộng 1 bằng 1 và y cộng 2 bằng trừ 3. Giải hệ phương trình tìm được x bằng 0 và y bằng trừ 5. Giải hệ phương trình bằng cách là em chuyển vế, chuyển 1 và 2 từ vế bên trái sang phải. Như vậy, điểm D có tọa độ là 0 trừ 5. Suy ra đáp án đúng trong câu số 6 là đáp án B. Dạng 3. Xác định tọa độ các điểm của hình dựa vào công thức trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác. Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì XM sẽ bằng XA cộng XB chia 2, IM bằng IA cộng IB chia 2. Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì suy ra XG sẽ có tọa độ bằng XA cộng XB cộng XC chia 3 và IG bằng IA cộng IB cộng IC chia 3. Bây giờ các em hãy áp dụng công thức trung điểm và trọng tâm để đi tìm tọa độ các điểm sau. Câu 1. Trong hệ tọa độ XY cho tam giác ABC có điểm A tọa độ 3 5, điểm B tọa độ 1 2, điểm C tọa độ 5 2. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. Có 4 đáp án ABC, em hãy chọn đáp án đúng. Để chọn được đáp án đúng thì đầu tiên là em phải đi tính trọng tọa độ trọng tâm G trước. Áp dụng công thức tọa độ trọng tâm đấy, ta sẽ có là XG bằng XA cộng XB cộng XC chia 3, tức là bằng 3 cộng 1 cộng 5 chia 3 bằng 3. Còn IG sẽ bằng IA cộng IB cộng IC chia 3, tức là bằng 5 cộng 2 cộng 2 chia 3. Kết quả cũng bằng 3. Suy ra điểm G tọa độ là 3, 3. Như vậy, đáp án đúng trong câu số 1 chính là đáp án D các em nha. Câu số 2. Trong hệ tọa độ OXY cho tam giác ABC
Có A tọa độ trừ 22, B tọa độ 35 và trọng tâm là gốc tọa độ O00. Tìm tọa độ đỉnh C. Đấy. Bây giờ người ta cho trọng tâm là chính là gốc tọa độ O này. Cho đỉnh A, đỉnh B, các em tìm đỉnh C. Có 4 đáp án, hãy chọn đáp án đúng. Thì chúng ta dựa vào công thức gọi C là tọa độ là XY. Thì khi đấy XA cộng XB cộng XC chia 3 sẽ bằng XO. Tương tự IA cộng IB cộng IC chia 3 sẽ bằng O. Với O đây, tọa độ O chính là tọa độ trọng tâm G. Các em giải hệ phương trình bằng cách nhân chéo lên 3 nhân 0 thì cũng bằng 0. 3 nhân 0 bằng 0. Sẽ tìm được x bằng trừ 1 và y bằng trừ 7. Vậy đáp án đúng trong câu số 2 chính là đáp án A. Câu số 3. Cho điểm M tọa độ 2 trừ 1, điểm N tọa độ 4, 3, tìm trung điểm của cạnh MN. Có 4 đáp án A, B, C, D, em hãy chọn đáp án đúng. Trong câu 3 này yêu cầu đề bài người ta yêu cầu các em tính trung điểm của MN, thì các em lại áp dụng công thức tính trung điểm. Trung điểm là x sẽ bằng là xm cộng xn chia 2, còn y thì bằng im cộng in chia 2. Ta thay số vào thì x sẽ bằng là 2 cộng 4 chia 2 và y bằng trừ 1 cộng 3 chia 2. Từ đây suy ra x bằng 3, y bằng 1. Vậy trung điểm của MN có tọa độ là 3, 1. Suy ra đáp án đúng trong câu số 3 chính là đáp án D. Câu 4. Cho điểm A tọa độ 2, 1, điểm B tọa độ trừ 4, 5. Tìm tọa độ điểm C để B là trung điểm của AC. Đấy. Có 4 đáp án A, B, C, em hãy chọn đáp án đúng. Đề bài người ta yêu cầu này tìm điểm C để cho B là trung điểm của AC. Thì chúng ta cũng gọi điểm C tọa độ là XC, IC. Vì B là trung điểm của AC, cho nên ta có công thức sau. XB sẽ bằng XA cộng XC chia 2. Và tương tự IB sẽ bằng IA cộng IC chia 2. Tiếp theo các em thay tọa độ của điểm B và điểm A vào hệ phương trình. Điểm B tọa độ là trừ 4, 5. Vậy các em thay XB là trừ 4, IB là 5. Còn điểm A có tọa độ là 2, 1. Cho nên các em thay XA bằng 2, IA bằng 1. Đấy, thay tọa độ điểm B và điểm A vào thì ta được phương trình hệ phương trình này nhá. Tiếp theo giải hệ phương trình bằng cách là nhân chéo lên. Nhân chéo lên này thì sẽ trở thành là trừ 8 bằng 2 cộng XC. Phương trình bên dưới cũng nhân chéo lên sẽ thành 10 bằng 1 cộng IC. Sau đó chuyển 2 và 1 từ vế bên phải sang bên trái. Suy ra XC bằng trừ 10 và IC bằng 9. Vậy điểm C tọa độ là trừ 10, 9.
Suy ra đáp án đúng trong câu số 4 chính là đáp án C. Sau đây, cô có một số bài tập về nhà. Các em ghi chép lại và làm đầy đủ nha. Bài số 1. Cho điểm A tọa độ trừ 1, 1, điểm B tọa độ trừ 3, trừ 2, điểm C tọa độ 5, trừ 7. Câu A. Tìm tọa độ đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD. Câu B. Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn vector AE trừ 2 lần vector BC bằng vector 0. Bài số 2. Cho tam giác ABC có điểm A tọa độ trừ 3, 4, điểm B tọa độ 1, 1 và điểm C tọa độ 9, trừ 3. Câu A. Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC. Câu B. Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm của tam giác ABD. Câu C. Tìm trung điểm cạnh BC. Và câu D. Tìm tọa độ điểm E sao cho C là trung điểm của BE. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe, theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau.